Xin chào mọi người đã quay trở lại với Tinh Tế. Trong ngày hôm nay thì Đăng Anh sẽ trên tay một cái chiếc bàn ủi hơi nước từ thương hiệu Xiaomi. Và mình nghĩ đây cũng là một cái sản phẩm mà mọi người nên tham khảo nếu như đang có ý định mua và sử dụng một chiếc bàn ủi hơi nước. Là một người rất là hay ủi đồ và đã sử dụng qua rất là nhiều loại bàn ủi khác nhau, thì so với những cái loại bàn ủi truyền thống, mình gặp một cái vấn đề là nó có rất là nhiều mức chỉnh nhiệt độ cho từng loại trang phục khác nhau với chất liệu vải khác nhau. Nếu như mà chúng ta chỉnh không đúng và bận bịu sơ ý hay là gấp gáp vội vã gì thì rất là dễ làm cháy đồ. Cho nên khi mà vừa biết đến bàn ủi hơi nước thì mình thấy các loại bàn ủi hơi nước có một cái đặc điểm cũng như là ưu điểm chung, đó chính là không làm cháy đồ bởi vì sử dụng cơ chế là hơi nước. Và thường thì những cái bàn ủi hơi nước nó có mặc định sẵn những chế độ và nhiệt độ, cho nên là chúng ta cũng không cần phải chỉnh nhiều. Nhưng mà trong cái thế giới của bàn ủi hơi nước thì nó lại có rất là nhiều loại khác nhau. Lý do tại sao mà mình chọn cái sản phẩm này bởi vì mình nghĩ là cái giá nó vừa phải và cũng thuộc Xiaomi cho nên cũng đáng để thử. Thứ nhất, để nói về thiết kế thì nó có một thiết kế không quá loè loẹt, không quá nhiều bộ phận. Mình thấy nó rất là hoàn thiện và đơn giản, một màu trắng. Về cấu tạo thì nó khá là hoàn thiện, một cái bộ phận để có thể phun ra hơi nước. Đây là bề mặt tiếp giáp làm bằng nhôm nguyên khối, có 5 cái lỗ để có thể tỏa hơi nước ra đều hơn, cũng như là tỏa nhiệt độ cho cái bề mặt nhôm này. Đằng sau thì chúng ta sẽ có một cái bể chứa nước. Cái bể này chúng ta có thể hoàn toàn mở ra, bỏ nước vào sau đó gắn lại, cũng thao tác rất là dễ dàng thôi. Cái bể này thì nó sẽ có dung tích là 160ml. Đây là bộ phận tay cầm và nó sẽ có một cái nút điều khiển duy nhất. Và đây cũng là điều mình thích, mình không thích một cái thiết bị mà nó có quá nhiều sự lựa chọn. Cho nên là với những cái đứa hấp tấp vội vã ủi đồ trước khi đi làm như mình á, thì chỉ cần một chế độ như thế này, mình bấm và ủi thẳng là được. Tiếp theo sẽ là một cái chân đế gắn liền, và cái phần chân đế này không thể tháo ra, cho nên đây cũng sẽ là một cái nhược điểm. Nhưng mà bù lại thì nó cũng là một cái ưu điểm, khi mà các bạn sử dụng xong thì có thể đặt để lên bất kỳ nơi đâu, không cần phải có những cái giá đỡ hay là móc treo những cái loại bàn ủi khác. Tiếp theo thì cái bàn ủi này nó sẽ nối liền với một cái dây điện. Đây là dây điện với cái đầu cắm là 3 chấu. Một là các bạn phải sử dụng ổ cắm phù hợp, hai là phải tìm một cái chui khác để có thể chuyển nó qua 2 chấu như thế này. Sau về phần thiết kế thì tổng trọng lượng của nó sẽ là 780g, chưa tới 1kg. Thông thường thì mình sẽ cảm thấy nó khá là nhẹ, nhưng mà nếu đứng ủi lâu thì mình sẽ thấy là nó hơi mỏi tay một chút xíu. Với công suất là 1200W và có thể ủi liên tục với cái bể chứa này, cùng công suất đó là khoảng 6 cái quần hoặc là cái áo. Với ưu điểm cầm tay nhỏ gọn như thế này thì mình nghĩ nó rất là dễ dàng để cho chúng ta có thể cất giữ vào những cái hộc tủ hay là trên kệ của gia đình. Hoặc là khi mà các bạn có những chuyến đi công tác xa cần phải mang theo bàn ủi thì cái máy này nó cũng khá là phù hợp. Tiếp theo, nếu như để ý thì chúng ta sẽ thấy là cái phần đầu của nó sẽ có một cái độ nghiêng nhẹ là 5 độ. Và ưu điểm của cái chiếc bàn ủi hơi nước này đó chính là chúng ta có thể vừa ủi đứng mà có thể vừa ủi trên mặt phẳng luôn. Mình thấy là nó rất là dễ để thao tác. Tổng quan thì nó sẽ sử dụng chất liệu là nhựa chủ yếu, nhưng mà nhựa cách nhiệt rất là tốt, cho nên là trong quá trình sử dụng mình không hề cảm thấy là nó bị thoát nhiệt, và cầm thì vẫn rất là an toàn, không bị nóng tay hay là ảnh hưởng đến da tay. Ngoài ra trong hộp thì hãng cũng sẽ trang bị cho chúng ta thêm một cái găng tay để trong quá trình ủi thì đeo găng tay vào, chúng ta có thể dễ dàng điều khiển những cái góc quần áo để mà ủi không bị ảnh hưởng tới da tay hay là bị phỏng nhiệt. Và một cái vòng nữa, cái vòng này khi gắn vào cái đầu thân như thế này thì bạn có thể ủi cho những cái sản phẩm đồ len có những cái sợi dày, thì với những cái đầu lông như thế này thì sẽ giúp cho cái bàn ủi của chúng ta dễ len lỏi và dễ làm phẳng hơn. Tiếp theo thì cách thức hoạt động của nó là bạn chỉ cần cắm điện cho nước vào và bật cái nút này lên thôi. Nó sẽ mất khoảng 30 giây để làm nóng và phun tỏa hơi nước. Trong đó thì cái mức nhiệt của hơi nước sẽ là 120 độ. Riêng cái bề mặt nhôm này sẽ lên tới là 130 độ. Quá trình ủi của mình thì cảm thấy không có gì quá khó khăn và nó ủi rất là tốt. Làm phẳng hầu như là tất cả những cái loại quần áo cũng như là chất liệu vải khác nhau. Một điểm mà mình thích khi mà sử dụng bàn ủi hơi nước đó chính là so với những cái loại bàn ủi thường những cái trang phục có những cái thiết kế cầu kỳ mà những cái mặt bàn ủi nó không thể nào len lỏi được, thì với những cái hơi nước từ bàn ủi hơi nước nó sẽ dễ dàng làm phẳng với mức nhiệt của hơi nước hơn. Bây giờ thì mình sẽ ủi thử một vài loại trang phục khác nhau để cho mọi người xem được là cái hiệu quả làm phẳng của chiếc bàn ủi hơi nước này như thế nào nha. Như mình
mình đã nói với mọi người thì cái chiếc bàn ủi này nó sẽ tạo ra hơi nước với nhiệt độ là 120 độ. Thì với cái nhiệt độ này thì cái luồng hơi nước đó nó sẽ giúp cho quần áo của chúng ta có thể loại bỏ được vi khuẩn. Như hãng nói là lên 99,9%. Ngoài ra thì mình thấy là cái tốc độ làm nóng nước cũng như là ủi cũng rất là nhanh, và ủi thì cũng rất là hiệu quả, không mất quá nhiều thời gian. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng trên tay và trải nghiệm thử cái tính năng ủi đồ bằng hơi nước của chiếc bàn ủi Xiaomi Mi Tia. Và mọi người thấy sao về chiếc bàn ủi này trong tầm giá khoảng tầm 600 đến 700 nghìn? Hãy để lại phía dưới và bình luận cho mình cùng biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.